Đây. Wow. Cái cây này bây giờ nhiều kẹo lắm rồi. Có bao nhiêu là loại kẹo luôn. Bây giờ á, mình sẽ về rủ bạn hàng ra ăn cùng với mình. Yeah, bây giờ mình sẽ cho hạt xốp lên trên này. Wow. Ok. Để xem như thế nào. Bóp nào, còn giống sô la không ta? Wow. Ô, nhưng mà hạt xốp rơi hết rồi. Nhưng mà không sao. Trời ạ, đã tay hơn. Ui, màu đỏ nó ra cái này. Mình sắp có đất sét tự khô màu đỏ rồi. Sao mà lại biết? Trời ơi, làm sao tớ không biết? Bạn nghe tớ à? Tớ nghe tiếng dép à. Tớ đi nhẹ nhàng lắm mà. Nhẹ nhàng cái gì? Đi thế. Ăn mèo luôn á. Đây là cái gì đấy? Nhìn này. Sao có hạt ở đây? Tớ cho hạt xốp vào. Đâu, tớ xem nào, bạn kéo tớ xem. Ui, nhìn kìa. Ui, nó toàn hạt đấy nhưng mà chẳng nổi bật gì cả. Thì tớ chơi cho vui thôi. Này, rảnh không? Tớ rảnh. Bạn có thích ăn đồ ăn vặt cổng trường không? Có, bạn mời tớ à? Tớ mời bạn đấy, nhà tớ nhiều lắm. Ôi, biết chưa? Thế á? Bạn mua sẵn rồi à? Tớ mua sẵn rồi, mà không phải ở nhà tớ đâu. Sao lại không phải ở nhà tớ là thế nào? Tớ để ở khu rừng á. Hay để ở khu rừng người ta lấy đấy. Thì bây giờ tớ rủ bạn ra để ăn này. Nhanh đi, không là bạn chuột bạn ăn mất. Đi. Tớ dương kẹo không để trong nhà, để ở khu rừng. Tên wow. Nhiều chưa? Trời ơi, cái cây mọc ra kẹo hả? Cây này mọc ra kẹo là bởi vì tớ đó. Trời ơi. Này bạn nhìn này. Ui, chơi xuống dưới nhá. Nhiều thế. Ôi, sao mà nhiều thế này? Bạn thích ăn cái nào? Tớ cái nào tớ không thích. Thế à? Tớ lấy cái to nhất cho bạn ăn nha. Được. Ok luôn. Trời ơi, cái gì đấy? Hả? Bò bít tết Pháp á? Xịn chua. Hôm nay bình thường tớ thì ăn bò bít tết Mỹ, bò bít tết Nhật Bản, Hàn Quốc thôi, chứ ăn Pháp bao giờ. Ui, thế là bạn cũng xịn sói chứ, toàn ăn của nước ngoài thôi. Cả thế. Thơm lắm này, thì tớ lấy cho bạn nha. Cái mùi vị này tớ thích cực kỳ luôn. Đây. Wow. Đâu mà ăn nha. Mời hàng nhé. Để xem bò bít tết Pháp có khác gì so với bò bít tết Mỹ không nào. Ok, ăn thử xem nào. Ngon nhở? Ngon đấy nhá. Nhưng mà không cay nhá. Nhưng mà hơi dai đúng không? Dai này, nhưng mà tớ nghĩ ăn nhiều sẽ cay. Đúng rồi đó. Bạn, tớ cho bạn hẳn mấy lát luôn hả? Chắc là cắt bớt đi để tớ còn ăn cái khác nữa chứ. Ok, bạn để vào đây. Đây. Đấy. Tớ nhiều nhờ. Này bạn mua gì mà nhiều đấy, hôm nay sộp thế nhờ. Hôm nay á, tớ mua hết tất cả đồ ăn vặt ở cổng trường rồi đó. Nhiều chưa? Bạn đã bao giờ thấy kẹo hình thúng rác chưa? Ôi, biết chưa luôn. Đây này, đấy là kẹo rồi nhá. Kẹo hình bàn chân nhá, còn cái kẹo này tớ cũng không biết luôn. Kẹo xe đạp này, kẹo gậy này thì tớ ăn rồi nè. Gậy Tôn Ngộ Không đó, ăn xong biến thành Tôn Ngộ Không luôn. Trời, tớ không muốn mình có gì đâu. Cái này còn có cả kẹo thắt sáng đó. Này, kẹo này này. Tớ chưa ăn nhá, tớ cũng không biết nữa. Háo. Để tớ nhìn kỹ này nào. Kẹo máy bay. Ở trên cao nhất là kẹo máy bay. Thì máy bay mình có thể bay được đúng không? Hay là lấy kẹo máy bay ăn luôn. Ok, bạn lấy đi. Không đến nơi. Sao bạn hấp ra? Bạn lấy đi tớ. Trời, người ta thấp, mình cao lắm chắc. Nhưng mà tớ có sự thông minh. Như nào? Tớ sẽ dùng cái que này để tớ kéo xuống. Đó. Được không anh? Để tớ kéo xuống cơ. Thôi, nhanh. Tớ bắt được rồi. Đó, để xem kẹo máy bay có gì đi. Ok. Đưa đây, để tớ cầm cho. Xem nào. Bài. Nhìn này. Đâu. Hay da. Sao toàn hỏi chấm thế này? Không biết là bên trong nó có cái gì nên người ta hỏi chấm nó. Bất ngờ thì sao? Bạn có một cái thìa. Cái thìa thì ăn cái gì đấy? Chắc là đồ ăn ở bên tớ, nhưng mà nếu mà đồ ăn bên tớ là tớ được ăn đó. Đúng luôn. Bạn mà cái thìa ở bên tớ thì bây giờ tớ có tay, tớ sẽ cầm cái tay của tớ để ăn thoải mái, tớ không cần thìa nữa. Thôi tớ lấy cái búa này. Tớ thử đi. Vừa có đồ chơi, vừa có đồ ăn. Đúng rồi, đúng là một cái váy may bí mật luôn á. Đúng rồi đấy. Thế bây giờ bạn muốn ăn gì nào? Để tôi chọn cho. Đúng rồi, ăn hai cái này đi. Hai cái này mình chưa ăn bao giờ. Đó, để tôi ngắm xem đã nào. Đây, cái này. Hay là cái này hả Hằng? Có kẹo bàn chân ngon. Hay là ăn kẹo bàn chân. Ok, nếu mà bạn ăn kẹo bàn chân thì tớ sẽ ăn cái khác đi. Này có kẹo bàn tay không? Kẹo bàn tay á? Không có rồi. Thế thì tớ ăn cái này. Hình như đây là cái kẹo nhẫn á. Nhẫn đâu? Cái kẹo son. Hình giống như kiểu son mini ấy. Để tớ mở xem nào. Ui, biết có phải là cái bàn chân không? Đâu? Rồi. Wow, bàn chân nè. Yeah. Ố, kẹo bàn chân luôn thật hả? Ngoài này có bàn chân thì tất nhiên trong này bàn chân rồi. Để tớ xem vị gì nào. Đâu, để xem của tớ này. Một nè. Đấy. Vị nho hay sao ấy? Thế là chỉ có một vị thôi à? Đây, để tớ. Có cả vị sữa nữa. Ngon cực luôn. Wow, kẹo bàn chân vị sữa. Đây, của tớ có nhiều vị cơ. Mấy ngón ơi? 5 ngón chứ sao. Wow. Đây giống như kiểu là móng tay ấy. 4 ngón. Đây là cái nắp thôi. Cái nắp này tôi cứ tưởng là kẹo luôn. Nhưng mà cái nắp này tôi sẽ cài vào đây để cho giống có 5 ngón. Đúng rồi, đây, bạn có đủ ăn một cái không? Đâu? Ok, cho bạn ăn cái mau không? Sao này? Vị dâu đúng không? Ngọt! Thế á? Kẹo tất nhiên phải ngọt rồi. Tớ sẽ ăn cái màu vàng đấy. Thế nào? Ngọt thôi. Cái nào ngon hơn? Bàn chân hay là bàn tay ngon hơn? Tớ nghĩ là bàn chân này. Tại vì vừa có sữa này, vừa có nho. Thơm hơn. À, đủ kết hợp vị đúng không? Thôi ăn cái khác đi. Ui, nhiều món thế này không biết chọn món nào luôn cả Tuyết ạ. Rồi tớ cho bạn chọn á. Tớ chọn nhá. Ok. Bây giờ sẽ ăn... Yeah. Giờ tớ sẽ ăn cái này. Ok, không biết cái đấy là cái gì. Này, kẹo mút. Không biết bên trong thùng rác có rác hay không? Tất nhiên là không rồi, chứ để là kẹo mà. Nhìn đây, nhìn cái kẹo của tớ này. Tớ biết rồi. Kẹo này giống kẹo marshmallow. Ha, cái này là kẹo xốp á. Nhưng mà nhiều màu lắm nè. Ui, có rác nè. Đó, đây. Đây là những cái kẹo que. Đúng rồi, kem que ở trong đấy hay sao ý. Ăn xem thấy nào. Mát à? Mát. Thế á? Mềm. Ý, tớ ăn của tớ nhá. Ui, ngon đấy. Cũng ngon á, nó xốp. Rồi, ăn đi. Ăn thử một cái thế nào. Mềm cực. Thơm nữa hả? Tan trong miệng luôn. Ngon nhỉ? Thế hay á. Cái xe đạp nó muốn đi đua xe rồi. Không phải, cái xe đạp á muốn vào bụng của chúng mình rồi. Đây, để tôi cầm cho bạn lấy cái xe đạp đi. Ok. Đây, để xem là cái xe đạp này. Thiết kế rất là hay luôn nhá. Này, có hẳn nhá. Giỏ xe. Giỏ này có đèn ở trong ấy. Đó, bắt sáng nè. Đây là yên xe. Đủ đầy đủ luôn. Này, tí nữa mình ăn hết kẹo đi, xong mình để lại á. Rồi á, tí nữa mình đi xe đạp về. Bạn theo tớ nhá. Ok, tớ đeo bạn, tớ cho bạn ngồi vào cái giỏ này. Nào, để xem, mở như nào đây. Mở được không? Đâu? Wow, ở trong bánh xe đạp lại có rất là nhiều kẹo nè. Đây. Tớ sẽ ăn cả viên ở trung tâm luôn. Trời ơi. Sao? Ngon. Kẹo chẳng ngon, tớ có thấy bạn chê cái gì đâu. Có chứ. Sao nè. Ngon đấy. Làm cứ tưởng làm sao cơ. Nhìn giống kẹo thối ý. Bạn để vào đây đi. Để còn lăn bánh được chứ. Nào. Đây. Không, cái này là cái xe bị mất một bánh à? Bây giờ bạn Hằng thành thợ sửa xe luôn rồi. Đấy, Trương cho cái bánh vào nhá. Ok, leo dốc nào. Ngon đấy. Tớ lấy cái này nhá. Ok, tớ lấy cái này. Mày lấy cái này đi. Cái màu cam này sẽ là của tớ. Ok, để mở ra xem nào. Nhìn. Này, đội mũ giống như cowboy ấy nhỉ? Ha. Cái này mở kiểu gì, mở mũ này à? Đấy. Đâu? Này. Tớ đội mũ đó. Mẹ. Trời ơi, cái đầu người to khổng lồ như thế. Sao của tớ được ít thế? Của tớ là nhiều hơn đây nè. Cho tớ một viên. Thử xem nào. bình thường, đúng không? Không có gì đặc biệt mới, nhưng mà cái hình này đẹp. Ừ, chắc là chỉ đẹp cái hình này thôi. Đúng rồi đó. Thôi lại cho lại, để lại đi. Rồi tôi sẽ lại cho bạn ấy lên đây. À. Thì bạn đấy mất mũ xong rồi mất kẹo rồi. Đây, được chưa, được chưa? Ok. Ô, có kẹo TikTok nè. Kẹo TikTok á? Ồ, Man Bao Lâu nè, gậy Tôn Ngộ Không. Ồ, có Bim Bim. Bim Bim mà ăn cái nào? À đây là Bim Bim trẻ mì em. Tôm ấy nhờ. Mì tôm trẻ em. Cái đây là thạch dừa nè. Để ăn mì tôm đi. Bà ăn mì tôm hả? Thế thì tôi sẽ ăn thạch dừa đi. Thạch dừa. Ừ. Tớ khát điện bạn. Thế mà tớ khát nước quá, tớ lại xin ngụm nước. Ê, ở trong này là có nước rồi đấy. Mùi mì tôm này lâu lắm rồi tớ không ăn đây nè. Nhớ tuổi thơ hả? Đâu, tớ xem nào. Nhìn đây. Wow. Nè, giống mì tôm thôi, nhưng mà có gia vị ở trong này rồi. Không cần phải đun nấu đúng không? Ui, giòn thế. Giòn này là giòn luôn. Ngon không, ngon không? Cho tớ một miếng đã. Ok. Đấy. Tớ nghe bạn ăn rất là giòn luôn. Đâu rồi, hơi mặn mặn nhưng mà ngon nhở. Có gia vị trong này rồi. Đúng rồi. Này có ăn thạch không? Không. Mát quá. Thạch thì tất nhiên mát này, rồi. Còn có cả dừa trong này này. Đây là thạch dừa, lúc nãy là nước rồi. Nè, bây giờ bạn ăn cái khác đi, còn có cả thạch dừa kìa. Ui, kẹo TikTok nè. Man Bao Lâu vậy Tôn Ngộ Không. Thử kẹo TikTok nhá. Ok. Đây. Hình như kẹo TikTok này á, giống cái kem que lúc nãy nè. Đó không? Đây, ở bên trong tớ sẽ mở ra nhá. Ok, bạn mở đi. Tớ sẽ lấy gậy Tôn Ngộ Không. Gậy Tôn Ngộ Không à? Chú chú chú. Tớ ăn xong tớ biến thành Tôn Ngộ Không luôn. Đây, để tớ mở xem nào. Tớ chưa bóc được đây nè. Đâu? À đây. Nhìn. Đấy. Mở đây. Cái TikTok đấy nè, tớ nói đúng nè. Ha, giống ở trong cái thùng rác lúc nãy đúng không? Đúng rồi, đây nè, nhiều chưa? Còn của tớ thì nhiều màu nữa. Ê, của tớ này. Đấy, 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 đấy. Cái này cay lắm. Thế hả? Cái này tớ ăn rồi mà. Ngon. Nhưng mà hơi dai dai Hằng ạ. Này, cái này giống bò bít tết không? Đúng rồi, nhưng mà cái này đậm vị hơn và cay hơn. Đấy. Cái này giống hệt luôn đúng không? Giống hệt luôn. Nhưng mà cái thanh ngắn hơn. Đúng rồi đấy. Thế là tớ có hai cái kiểu kem que này rồi. Thế bạn có một cái thùng rác với một cái TikTok. Còn cái nào không nhỉ? Này bạn ăn cái cam Man Bao Lâu này đi. Xem có giống cái này không? Đâu, xem nào. Đấy, cho lên đấy. Mát mà lâu. Cái này nhiều màu nè. Đẹp nhờ. Như này. Đâu? Để tớ kéo dài xem có dài không nha. Đâu? Kéo dài hết bớt xem nào. Đất. Này, bên trong này. Có ngành nhân ở bên trong luôn. Ồ, đấy. Wow. Ngon không? Ngon. Nè, bạn ăn thử một miếng nào. Thế bạn cho tớ ăn một miếng của bạn đi. Đây. Đâu? Ôi này. Bạn cứ để rung rung rồi sao tớ ăn được. Này, tớ cầm nữa. Nào. Thôi, tớ dối rồi, không ăn nữa. Thế thôi, đây. Đâu, ăn nữa. Đây là tớ cầm nha mà. Bạn nha, bạn điều với lần luôn nha. Nè, nè, chắc chắn luôn. Thôi, tớ dối rồi, tớ không ăn nữa. Không ăn nữa thôi, lần này cho thật mà. Tớ không làm ăn nữa. Ô, còn có một cái cặp mút này. Cặp mút phát sáng à? Đúng rồi, hình như cái que này phát sáng được á. Thôi biết chưa? Này, bạn thử lắc xem. Hình như trong bóng tối mới phát sáng. Đó. Chắc phải trong bóng tối rồi. Đó, có phát sáng không? Không. Đó, mà trời sáng này cho dù phát sáng bạn cũng chả thấy đâu. Ha, đúng rồi ha. Đây, tớ nào. Ui, ở đây mình còn bao nhiêu món nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 nè. Thôi, tớ nghĩ là những cái món này á, bây giờ hai chúng mình chia nhau đi. Được. Cho tớ cái gói thạch dừa, tớ chưa ăn thạch dừa. Hả? Thế tớ ăn cái này à? Còn mấy cái này ăn hết rồi. Cái này nữa nè. Ha. Giống nhau. Tớ sẽ cho bạn hết nếu mà bạn đuổi bắt được tớ. Trời ơi, hết nhá. Được luôn. Ok. Từ từ, 1, 2, 3.